Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Bác đang giới thiệu bác một mẫu xe đến từ Ý, trong mang thương hiệu Chiric, model Chiric Chammer X7. Thì dòng xe Chiric này bên em đã về rất là nhiều trong thời gian vừa qua, rất là mẫu địa hình touring. Thì đây là cái model cao cấp của dòng Chiric, Chiric X7 sử dụng với full group chính hãng của Shimano DOD, sử dụng đằng trước thuộc hơi cao cấp với cái tông màu rất nổi bật, tông màu vàng đen. Xe còn rất là mới. Và bây giờ xin mời các bạn chiếc xe. Và trên cùng các đây là cái mẫu dòng Chiric, dòng xe mountain bike, dòng địa hình, mẫu cao cấp mới về bên cửa hàng bên em. Thì cái model của xe bên em đã về rất nhiều thời gian vừa qua, nhất là cái model Chiric X1. Thì đây là model cao cấp hơn. Lần này em về một chiếc Chiric Chammer X7, được sử dụng với bộ khung nhôm cao cấp, khung nhôm aluminum 6061. Thì có biết thì mẫu những dòng xe hợp kim nhôm cao cấp được sử dụng với trên dòng xe thể thao là hợp kim nhôm siêu nhẹ, được sử dụng với bộ dây âm sườn tính thẩm mỹ rất là cao. Và lần này em về một chiếc X7 còn rất là mới nhá. Xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn xe, và hầu như xe rất là ít vết xước, không thể nhìn vết xước trên xe được. Xe rất là mới, độ mới rất là cao. Và cái mẫu Chiric này là mẫu đến từ thương hiệu Ý Design Italy, Design in Italy. Một trong những dòng mẫu địa hình mà được rất là hot bên cửa hàng bên em, có thể các bạn đánh giá rất là cao. Với cái bộ khung nổi bật tông màu, chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ vàng trên khung xe. Và cái mẫu Chiric này cũng rất là hiếm về bên cửa hàng bên em. Một chiếc mà được mới như vậy cũng nhá, lớp sơn zin nguyên bản còn rất là mới, hầu như các bác nhìn không thể thấy những vết xước được rồi. Xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn xe, trang bị bộ rim sườn, khung nhôm 6061, khung nhôm siêu nhẹ, chuyên dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp. Khổ phốt ghi đông chính hãng của Chiric nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Trong như các bác biết thì cái mẫu dòng chuyển đổi truyền động của xe Shimano DOD được sử dụng trên những dòng xe địa hình touring gần như là cao cấp nhất rồi, sau mỗi dòng trên Aceda, Antut, Tule và Alivio, đứng từ dưới lên tới đứng thứ 5 sau mỗi dòng chuyển động của SLX thôi, XT và SLX. Và xe được trang bị với bộ khóa hiển thị trên tay, rất tiện lợi cho bác. Đây là tay bấm khóa hiển thị trên tay cho các bác, ống mở sóc các bác cũng rất tiện lợi cho bác, không phải xuống xe đi trên mọi địa hình, giúp cho các bác rất là dễ sử dụng. Bên phải em sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD, trang bị với 3 tầng đĩa. Hai bên được sử dụng với tay lắm cao su rất là êm, cao su mút được trang bị với cái tông màu vàng khá là nổi bật trên khung hình cho các bác đây. Sử dụng với giảm sóc hơi, giảm sóc hơi cũng nhá. Với xe trang bị với giảm sóc hơi đó là cao cấp. Đây là chỗ là các bác bơm hơi, bấm mở tùy chỉnh cho các bác khi mà sóc nhún nhảy theo tùy điều chỉnh của xe, có thể bơm hơi cho nó căng lên khi đi những địa hình đồi núi. Nhưng mà theo em thì nguyên bản của xe này là bộ sóc bằng trước tùy chỉnh sẵn cho các bác rồi. Sóc còn rất là mới, sóc hơi chính hãng của Chiric, sử dụng với bộ Mayer Novatec vành nhôm Chiric chính hãng nguyên bản theo xe, vành cũng còn rất là mới, sử dụng lốp CST, lốp CST chuyên dòng những dòng xe địa hình đồi núi, lốp cũng còn rất là mới, cũng còn cái gai lốp trên lốp các bác nhìn rõ đây. Kích thước lốp là 26 x 1.95.
Bên dưới gầm xe thì có mã vạch và QR code chính hãng của Chinix cho nhé. Còn nguyên trên khung xe. Cục yên là Chinix nguyên bản theo xe. Yên là Bắc Kinh Bay nguyên bản theo xe. Bây giờ xin lỗi cho con đứng của khung xe. Cho con đứng của khung xe là size 45. Chiều ngang khung là 51. Các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Sử dụng với đùi trục rỗng 3 tầng đĩa. Nạt đĩa của Shimano Delray. Củ đề sau là củ đề Shimano Delray. Được trang bị với 10 tầng líp, 3 tầng đĩa, bộ chủ tập của xe 30 tốc độ. Máy dơ sau, máy dơ của Lovatec. Vành sau là vành của Chinix nguyên bản theo xe, lốp CST. Bây giờ xin mời anh chi tiết hoạt động của xe. Lên líp rồi. Xuống đi. Và cũng được rất chân chu mượt mà các nhé. Và bon xe. Bên phải em là 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng. Đặt đĩa của DLG lên đĩa. Thì nó rất là bon xe. Và rất là ít về em về một chiếc dòng 9X X7 mà có độ mới rất là cao. Với tông màu nổi bật, tông màu vàng đen. Với một đánh giá tổng thể xong chiếc Chinix thương hiệu đến từ Ý, model X7 dòng model cao cấp của dòng xe 3 tầng 3 địa hình Chinix, sử dụng với bộ khung nhôm xương nhẹ 601 group Shimano Delray, trang bị với giảm sóc đầu trước, giảm sóc hơi rất là cao cấp. Xe có độ mới rất là cao. Mà xe giá tốt của em là 7.9 triệu, báo ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con thương liên hệ qua Zalo 0975 709 943. Còn bên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Còn hẹn gặp lại cho ngày mai.